Vâng, chị Trâm này, chị có để ý là sau khoảng thời gian đóng băng vì dịch bệnh thì bây giờ đường phố cũng đông hơn, hoạt động thì cũng đã trở lại và trong đó thì cũng đã có du lịch đúng không? Tôi thấy là hoạt động du lịch thì cũng đã dậm dịch rồi, nhiều tour cũng đã bán, nhiều nơi cũng đã cho những cái voucher giảm giá rất là hấp dẫn. Mỗi tội là chúng ta chưa có thời gian để mà đi thôi và cũng rất là mong nóng lòng là được có thể đi du lịch trong những ngày sắp tới đây. Vâng, tất nhiên rồi, bởi vì là bây giờ chúng ta đang quay trở lại với cuộc sống ở trong trạng thái bình thường mới, và cũng xin được chia sẻ với anh Tú là bản thân tôi thì cũng đang rất là muốn đi du lịch rồi, Vâng. bởi vì là lâu lắm rồi trong cái thời gian giãn cách xã hội kéo dài như vậy, chúng ta phải di chuyển rất là hạn chế và thật sự là cảm thấy rất là bức bối. Và quan trọng là trong thời gian này thì có sắp xếp được thời gian cũng như là đảm bảo an toàn để đi du lịch hay không mà thôi. Dịch Covid-19 thì đã kéo dài gần 2 năm nay và khiến cho cuộc sống của chúng ta gặp rất là nhiều đảo lộn, những sở thích thì không được thực hiện này, và những kế hoạch thì cũng đang phải dang dở đấy ạ. Vâng, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng là với tình hình dịch tại nhiều địa phương đang được kiểm soát như bây giờ thì hoạt động du lịch sẽ sớm được mở lại để chúng ta có thời gian đi du lịch, giảm căng thẳng mệt mỏi trong thời gian vừa qua. Và tất nhiên là chúng ta cũng hãy chuẩn bị kỹ về vật chất này, về sức khỏe nữa, vì đi du lịch mà lại không có sức khỏe mà lại cứ lo lắng nọ kia thì cũng rất là chán đúng không ạ? Dạ vâng, và tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã vừa mở lại các tuyến du lịch nội vùng cũng như là liên tỉnh nữa. Và thưa quý vị, chuyến du lịch liên tỉnh đầu tiên mà thành phố Hồ Chí Minh mở lại đó chính là tuyến du lịch từ địa đạo Củ Chi đến núi Bà Đen của tỉnh Tây Ninh. Và trong hành trình này thì những vị khách cũng rất là đặc biệt, đó chính là các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua đấy. Vâng, và sau khi thử nghiệm thành công 20 chương trình du lịch thí điểm Cần Giờ thiên nhiên tươi đẹp rồi hành trình xanh về vùng đất thép với gần 2.000 y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch, hiện nay ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai việc phục hồi du lịch thành phố trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19 giai đoạn cuối năm 2021 và năm 2022. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ khôi phục hoàn toàn ngành du lịch vào đầu năm 2022. Và thưa quý vị, hiện tại thì thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất cả nước. Trong đó thì lực lượng lao động ngành du lịch có tỷ lệ tiêm đủ liều đạt 80%. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để đưa ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh khôi phục trở lại. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời quý vị sẽ theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, khách du lịch chỉ cần tiêm một hoặc hai mũi vaccine hoặc có kết quả test nhanh âm tính là có thể tham gia tour du lịch. Theo kế hoạch, từ đầu năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khôi phục hoàn toàn các loại hình du lịch, không giới hạn quy mô cũng như mô hình tổ chức. Cũng trong năm 2022, thành phố dự định mở cửa đón khách quốc tế. Trong tháng 10 năm 2021 sẽ chủ yếu mở du lịch nội vùng thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn thứ hai đó chính là từ tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 2021 sẽ mở du lịch nội vùng thành phố Hồ Chí Minh và du lịch liên tỉnh. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn từ đầu năm 2022 sẽ khôi phục hoàn toàn các loại hình du lịch và không giới hạn quy mô cũng như mô hình tổ chức. Và trong cái giai đoạn năm 2022 cũng sẽ đón khách quốc tế đến với thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi triển khai kế hoạch phục hồi du lịch, rất nhiều doanh nghiệp du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ sự hưởng ứng mạnh mẽ. Cụ thể, như công ty du lịch Saco đã nhanh chóng xây dựng các tour để đón khách, kể cả tour liên tỉnh. Đối với điều kiện khách đi du lịch trong các tuyến thì điều đầu tiên là khách du khách là phải được tiêm 2 mũi. Bên cạnh đó là có thể là test nhanh tại nhà và thực hiện đầy đủ 5K. Là chúng ta có thể là đi du lịch được. Trước mắt, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với thành phố Thủ Đức và các quận huyện rà soát tổ chức lại các điểm tham quan, các tuyến phố, các cơ sở dịch vụ lưu trú, mua sắm, ăn uống theo hướng vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo chất lượng và lấy sự hài lòng của du khách làm tiêu chí hoàn thiện. Đồng thời, ngành cũng chủ động kết nối với các tỉnh thành để phát triển tuyến và điểm an toàn liên vùng, nâng cao giá trị cạnh tranh của du lịch nội địa và thống nhất các tiêu chí an toàn giữa các địa phương. Đồng thời, ngành du lịch khuyến khích tổ chức các chuyến du lịch cho nhân viên, người lao động, ưu tiên sử dụng trải nghiệm các sản phẩm du lịch của thành phố, quảng bá các điểm đến, văn hóa ẩm thực thông qua các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Đây là bước khởi động tạo tiền đề cho khôi phục kinh tế, đưa hoạt động du lịch thành phố Hồ Chí Minh sớm trở lại sống động như trước. Cũng nằm trong chương trình kích cầu, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chương trình 100.000 voucher du lịch cho lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp
với tổng giá trị đợt 1 là gần 40 tỷ đồng. Và theo như kế hoạch của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thành phố sẽ mở hoạt động du lịch nội vùng Thành phố Hồ Chí Minh và liên tỉnh theo tiến trình kiểm soát dịch của các địa phương, thế nhưng vẫn mở chủ yếu là trên địa bàn vùng xanh thôi ạ. Vâng, và giai đoạn này thì thành phố sẽ triển khai thêm các dịch vụ lưu trú và tham quan theo hình thức kết hợp, tức là combo đấy ạ. Tham quan Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe buýt 2 tầng. Đồng thời ngành du lịch tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các điểm đến theo lộ trình kiểm soát dịch bệnh và phát triển các sản phẩm theo hình thức khép kín gắn với các điểm tham quan có không gian rộng rãi. Và dự kiến là sang đến năm 2022 thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở hoạt động du lịch nội vùng, liên tỉnh và quốc tế theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương và các quốc gia. Giai đoạn này thì thành phố dự kiến là sẽ khôi phục tất cả các hoạt động cũng như là sản phẩm du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cũng không giới hạn loại hình, quy mô và phạm vi của các hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với COVID-19. Nếu như mà trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp thì sẽ giảm quy mô cũng như là phạm vi của các loại hình hoạt động này. Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đưa ra nguyên tắc đó là đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch và cũng đảm bảo an toàn tới đâu thì mở cửa đến đó, và mở cửa thì phải an toàn. Tập trung xây dựng nguồn nhân lực an toàn, điểm đến an toàn và dịch vụ du lịch an toàn. Điểm mới của lần liên kết du lịch này là tập trung chọn điểm đến là vùng xanh tại các tỉnh thành để kết nối tour, tuyến khép kín và đảm bảo thống nhất tiêu chí an toàn giữa các địa phương. Dạ vâng, như vậy là tại thời điểm này thì người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh nếu như có đủ điều kiện và nếu như họ muốn đi du lịch thì cũng hoàn toàn có thể yên tâm với việc đảm bảo công tác phòng chống dịch. Thời điểm này tại một số địa phương thì cũng đã sẵn sàng và đảm bảo các điều kiện để có thể đón khách du lịch nội địa quay trở lại rồi đấy ạ. Vâng, theo ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa thì để từng bước khôi phục các hoạt động mở cửa lại thị trường du lịch, tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất thực hiện giai đoạn 2 của kịch bản hồi phục du lịch là xúc tiến thị trường khách du lịch nội địa. Qua kiểm tra thẩm định của đoàn kiểm tra thẩm định về đáp ứng thích ứng an toàn trong hoạt động du lịch, hiện các cơ sở lưu trú lớn trên địa bàn đã chuẩn bị sẵn các phương án để đón khách trở lại. Ngay sau khi nhận được hồ sơ đăng ký hoạt động trở lại của khu nghỉ dưỡng, đoàn công tác liên ngành do Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa chủ trì đã tiến hành kiểm tra thẩm định các tiêu chí về đáp ứng thích ứng an toàn trong hoạt động du lịch đối với cơ sở lưu trú này. Qua kiểm tra cho thấy, khu nghỉ dưỡng đã đạt 12 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ thích ứng an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở lưu trú, như là xây dựng phương án phòng dịch, thành lập tổ phản ứng nhanh và ban hành quy trình xử lý các tình huống khi có ca nhiễm COVID-19, bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly tạm thời. Hiện tại 100% người lao động có thẻ xanh, thẻ vàng COVID và thực hiện cài đặt phần mềm PC COVID. Trong quá trình đón khách, doanh nghiệp sẽ thực hiện test nhanh định kỳ cho người lao động. Chúng tôi vui mừng được mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 16 tháng 10 năm 2021, sau thời gian dài đóng cửa hoạt động do sự ảnh hưởng của đại dịch và các đợt giãn cách xã hội đã kết thúc. Song song với công tác chuẩn bị để đón khách, việc triển khai các công tác phòng chống dịch là vô cùng quan trọng và luôn luôn được quan tâm, tuân thủ triển khai. Để chuẩn bị phục hồi du lịch, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc hướng dẫn triển khai kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Trong đó, các doanh nghiệp phải tập trung xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó với dịch COVID-19 trong phạm vi hoạt động của đơn vị, đáp ứng tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 như là 100% người lao động có thẻ xanh, thẻ vàng COVID-19, thực hiện truyền thông khuyến cáo người lao động và du khách tuân thủ biện pháp phòng chống dịch, thực hiện test nhanh định kỳ cho người lao động. Các đơn vị chỉ được phép đi vào hoạt động sau khi đã được Sở Du lịch chấp thuận kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó, đáp ứng tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19. 15 trên 15 khu du lịch nghỉ dưỡng khách sạn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hồ sơ đăng ký hoạt động trở lại đều đạt các tiêu chí theo quy định, đảm bảo thích ứng an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng đón khách du lịch nội địa kể từ ngày 16 tháng 10. Chương trình hiện nay thì cần phải đảm bảo tiêu chí an toàn. Do đó là khi các cơ sở kinh doanh du lịch bước vào hoạt động thì phải đảm bảo theo tiêu chí của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID của tỉnh đã ban hành. Thì đối với du lịch thì gồm có 3 bộ tiêu chí, đó là đối với cơ sở lưu trú, đối với lại hoạt động lữ hành và hoạt động của khu điểm. Thì trên cơ sở đó thì Sở Du lịch là cơ quan quản lý nhà nước với vai trò chủ trì thì sẽ phối hợp với các sở ngành để đi thẩm định
về cái việc là công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn để trước khi cho doanh nghiệp triển khai hoạt động trở lại. Hiện nay, Khánh Hòa đã kiểm soát được dịch COVID-19, số thôn, tổ dân phố vùng xanh đạt gần 85%, tổng số người dân từ 18 tuổi trở lên ở tỉnh đã được tiêm vaccine mũi 1 đạt gần 100%, người đã được tiêm 2 mũi đạt trên 40%. Tỉnh đang xếp thứ 6 trên toàn quốc có độ bao phủ vaccine cao cho toàn dân. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa còn có nhiều khu du lịch có tính biệt lập với khu dân cư, với nhân lực du lịch đã được tiêm vaccine chiếm tỷ lệ cao. Từ các lợi thế này, tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xây dựng phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay đến Khánh Hòa từ tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị, chúng ta đều biết là các địa phương có tiềm năng du lịch thì đang phải chịu rất nhiều thiệt hại về kinh tế. Các khu du lịch, cơ sở lưu trú và những dịch vụ kèm theo thì cũng rất lâu rồi phải tạm đóng cửa. Và chúng tôi cũng hy vọng là khi hoạt động du lịch được kết nối trở lại thì các vấn đề khó khăn sẽ từng bước được tháo gỡ. Dạ vâng, thế nhưng đó mới chỉ là kế hoạch mở cửa trở lại du lịch của các tỉnh có tiềm năng thôi ạ. Còn quan trọng hơn là khi mà các tỉnh mở cửa trở lại rồi thì chính sách để có thể thúc đẩy ngành du lịch phải triển khai ra sao, cũng như là việc đảm bảo đi du lịch an toàn trong điều kiện mà dịch bệnh COVID-19 vẫn còn thì cần phải được tính toán như thế nào. Đây cả là một vấn đề rất là lớn. Và để bàn luận về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay nhà báo Trịnh Bá Ninh, nguyên phó tổng biên tập báo Nông nghiệp Việt Nam. Xin được cảm ơn nhà báo đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, đầu tiên thì xin nhà báo cho biết nhận định của mình về các cái kế hoạch mở cửa trở lại ngành du lịch của các tỉnh hiện nay đang triển khai ạ. Thực ra bây giờ thì rất nhiều tỉnh cũng đã lập kế hoạch rồi. Thế nhưng cái du lịch của mình nó phụ thuộc vào thời tiết. Anh bảo giờ miền Trung, Đà Nẵng đúng không? Một giải từ Quảng Bình vào đến Khánh Hòa là mưa bão như thế này. Đấy, thông thường hàng năm thì cái mùa này không phải mùa du lịch cho miền Trung. Mùa đến cuối năm là thường du lịch cho các tỉnh miền Bắc đúng không? Đấy, cho nên là hiện nay thì nhiều tỉnh cũng có kế hoạch mở. Vâng. Và cũng đã mở rồi chứ không phải có kế hoạch nữa, mở trong những tour ngắn hạn. Nhưng mà anh nhớ là thế này, bây giờ chúng ta xuất hiện một khái niệm là an toàn du lịch. Chúng ta từng xuất hiện khái niệm là an toàn lao động này, đúng không? An toàn thực phẩm này, an toàn giao thông này, bây giờ là an toàn du lịch. Vâng. Đó. Bây giờ mà muốn để được thỏa mãn được cái điều kiện bảo đảm an toàn là một việc không hề dễ một chút nào hết. Cho nên các tỉnh, mỗi một tỉnh sẽ phải cân nhắc xem cái khả năng của mình đến đâu. Hai nữa là cái những điểm du lịch của mình, cái mức độ hút khách như thế nào. Ba nữa là đo xem cái mức chi tiêu của những người dân hiện nay ra sao để người ta mới quyết định được cái mô hình xem là du lịch nào. Cho nên tôi nghĩ rằng là đến giờ này chỉ có Quảng Ninh, đến giờ này chỉ có Quảng Bình một chút đúng không? Thế với Khánh Hòa dục dịch, thế còn Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng mở đợt trước thì cho các lực lượng tuyến đầu, đợt này thì du lịch trong ngắn hạn thì cũng bắt đầu mở rồi. Tôi cũng có theo dõi đấy, nhưng mà để xem nó có cái tour nào nó hay cuối năm thì cũng có thể đi. Thế nhưng mà bây giờ thì cũng hỏi đâu thì cũng bảo là đang bắt đầu giáp mối. Bởi vì nó khó này này, cái chỗ mình bắt đầu đi đến cái nơi mình du lịch, hai bên này nó có tương đồng với nhau về văn bản không? Chứ không ông này cho đi đến cửa ngõ, ông kia không cho vào nữa, thế thì chết à? Đấy là một cái việc mà rất là khó. Và không biết là nhà báo Trịnh Bá Ninh có để ý không, chứ mấy ngày gần đây nếu như chúng ta lướt trên các trang mạng xã hội thì sẽ thấy rất là nhiều những bài đăng quảng cáo về các tỉnh mà đã mở cửa trở lại với du lịch, và thậm chí rất là nhiều những cơ sở lưu trú, homestay hay là khách sạn thì cũng đều đang giảm giá rất là mạnh để có thể kích cầu người dân đi du lịch trở lại. Tuy nhiên là cũng không có ít người bày tỏ cái nỗi lo lắng trước cái việc là đi du lịch trong thời điểm này khi mà dịch bệnh vẫn đang còn thì có an toàn hay không, bởi vì là nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhà báo Trịnh Bá Ninh nghĩ sao ạ? Bây giờ thì thực ra kinh tế của chúng ta trong 4-5 tháng vừa rồi nó bị suy trầm, giảm, tăng trưởng âm. Thế cho nên cái người không có rủng rỉnh tiền như ngày trước đâu các chị ạ. Mà bây giờ người ta tính đến phương án người ta quay lại cái cơ sở để làm việc. Bây giờ anh nào quay lại cơ sở làm việc, một số doanh nghiệp ở Sài Gòn và Bình Dương ấy là thưởng mỗi người 3 triệu nếu không quay về làm việc. Thế thì thay vì chúng ta tập trung làm việc để lấy tiền, còn du lịch cũng là cuối năm xem thế nào chứ. Bây giờ tiền đã 4 tháng rồi, nhưng nó có một cái cảm giác là ở trong nhà nó bức bối quá. Thì bây giờ muốn đi một chút, mà đi thì đi gần, xong rồi cố gắng đi xa chút, người ta gọi là thay đổi không khí đó. Đấy, thế nhưng mà vừa đi lại vừa nghe xem là tình hình thế nào, xong lại nghe sức khỏe của mình. Chứ đi du lịch mà trong cái tâm trạng nó không được hồ hởi, nó không được phóng khoáng quá, nó cũng thực sự nói thật với anh chị, nó cũng không vui. Đi lại cứ phải né xem là ông này có cách mình 2 mét không, đúng không? Để đi cho nó vùng này là vùng 15 hay 16 hay đã từng là 16 hay 19. Đấy, cho đi trong một cái cảm giác nó phấp phỏng thì nó, tôi cũng nói thật với chị, có giảm giá, vấn đề giảm giá nữa thì chỉ có một bộ phận thì chứ khó có thể thu được khách đông trong những dịp này. Vâng.
Tuy nhiên thì lại có một địa phương đang tỏ ra khá là thoáng trong việc tiếp đón du khách, đó là Quảng Bình. Mới đây thì Quảng Bình cũng đã đón những đợt khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh bằng đường hàng không đi theo tour. Mặc dù là có nhiều địa phương thì họ cũng không thể hiện cụ thể ra đâu, nhưng mà có ý là họ vẫn ngại người đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và thậm chí là còn có những cái đề xuất là phải có thông báo ở trước cửa những người nào, những cái nhà nào mà đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhà báo nghĩ sao về động thái này của Quảng Bình ạ? Ở Quảng Bình thì tôi thì cũng có theo dõi Quảng Bình vì cũng có người quen ở đấy, cũng có những các bạn đồng nghiệp làm báo ở đấy, cũng có những cái người ngày xưa cũng làm cùng với tôi ở đấy. Vâng. Hỏi ra thì nó có mấy vấn đề thế này. Ở Quảng Bình thực ra là họ cũng là một tỉnh nghèo. Thực ra cái tiềm năng du lịch ở đấy thì cũng nhiều điểm du lịch hay, Phong Nha, Kẻ Bàng, về các bãi biển, đấy, rất nhiều địa điểm du lịch cũng rất hay. Họ cũng muốn mở cửa lại, nhưng mà xem cái văn bản của Ủy ban dân tỉnh ấy thì họ cũng quy định rất chặt chẽ đấy. Nếu mà thực hiện được điều đó, tôi nghĩ rằng là cũng hoàn toàn có thể là bảo đảm khả thi thôi. Thứ nhất là này, Quảng Bình là khuyến khích đi du lịch ở trong nội tỉnh thôi. Những người ở tỉnh Quảng Bình, anh đi ở trong tỉnh mình là một. Hai, những người quê Quảng Bình muốn về là hai. Ba là những người ở bên ngoài, nếu mà cái đoàn đi thì từ vùng xanh đi, thế mà chỉ có 20 người thôi, đi xem các đền chùa rồi các di tích thắng cảnh, 20 người một nhóm thôi. Thế còn nếu anh đi mà anh lưu trú qua đêm thì là phải đi xem nhóm kín, tức là gần như thế là anh đến thăm đấy. Vâng. Tức là giờ anh chỉ đến được một địa điểm thôi, không đi di chuyển nữa. Đấy. Và ở đây nhóm kín không có sự, tức là anh không được mở ra. Đấy, thì người ta quy định thế là tôi nghĩ là nó cũng rất chặt đấy, và đi từ vùng xanh. Còn những vùng cam ấy là phải đi những anh vùng chỉ thị 15, 16 là đi lại bị kiểm soát rất là chặt. Cho nên tôi nghĩ rằng là có thể là nghe thì thấy tưởng là thoáng đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng Quảng Bình tôi nghĩ họ cũng đã tính đến cái phương án, tức là các phương án là nếu có thể xảy ra điều gì đó thì có thể họ làm. Hơn nữa điều quan trọng nhất là bây giờ thì anh hình dung bây giờ chúng ta ngồi đây thì Quảng Bình, Quảng Trị các thứ nước ngập ngang trời đúng không? Bây giờ thì tính về Quảng Bình, nhất là những người muốn đi cũng không có đi máy bay, giờ bắt đầu mưa nữa này, không có chuyến bay, đi tàu bây giờ thì lại cũng xét nghiệm, đi ô tô thì bây giờ nó cũng phức tạp, cho nên là các tour du lịch thì cũng bắt đầu cũng mới là dập dạp thế thôi, mặc dù tỉnh có mở cửa đấy. Bởi tỉnh Quảng Bình tính là thế này, tỉnh Quảng Bình có khoảng chừng gần 400 cơ sở lưu trú, thế thì vừa rồi thì cũng đã bù lỗ về tiền điện, cũng đã thấy đến mấy chục tỷ đấy giúp để những cơ sở lưu trú đó. Thế bây giờ muốn để giúp cái cơ sở đó để có thể hoạt động trở lại được, để phục hồi dần dần lên cái tiềm năng du lịch của tỉnh trong một cái kế hoạch. Người ta vạch ra kế hoạch trong 3 năm cơ, chứ không phải là trong ngắn hạn đâu. Ngắn hạn từ nay đến tháng 11 thôi, tháng 12 thôi. Từ tháng 12 đến tháng 3, tháng 5. Xong từ tháng 3 đến cuối năm, xong rồi hết năm 2023. Tức là một kế hoạch tương đối dài hơi. Đấy. Chứ còn ngay bây giờ bắt đầu mở cửa thì tôi nghĩ rằng là cũng là một tín hiệu thể hiện là, tức là một cái tấm lòng rất là đón khách, vâng, rất là mở. Trong những ngày qua thì chúng ta thấy ở trong vấn đề giao thông vận tải, vận chuyển khách lên tỉnh thì nó nảy ra một cái vấn đề là các địa phương nó không thống nhất với nhau về cách làm và cần phải có một sự thống nhất cụ thể từ trên xuống dưới. Thì nhiều người cũng cho rằng với ngành du lịch cũng vậy, cũng phải có một cái sự hướng dẫn cụ thể từ Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Nhà báo nghĩ sao ạ? Thực ra nếu mà nó lại tùy theo cái đặc điểm du lịch ở đấy, ví dụ anh du lịch trải nghiệm nó khác đúng không, du lịch sinh thái nó khác, du lịch chữa bệnh nó khác, hoặc du lịch anh đi thăm thắng cảnh thì nó lại vấn đề khác. Mỗi tỉnh nó, người ta vì mỗi tỉnh thế là đi theo các quy chế của người ta. Đấy, cái quy chế của người ta. Nhưng người ta quy định là với những cái khu di tích anh chỉ được vào khoảng 10, 15 người. Và ở đấy người ta có thể kiểm soát được hoàn toàn. Được. Nhưng bãi biển thì anh không thể quy định được bao nhiêu người xuống tắm một lúc được cả. Đấy, cho nên nó phải tùy theo cái đặc điểm của cái du lịch đấy. Thì lúc đó chúng ta mới ra một cái khung được, người ta gọi ra một cái khung chung. Chứ còn nếu mà bây giờ tỉnh nào áp dụng tỉnh nào thì mỗi tỉnh người ta sẽ đưa ra lý do khác nhau. Mà chúng ta cũng rất khó bác bỏ. Chỉ riêng cái hệ thống nó là giao thông, nó là huyết mạch, đó là cái giao thông công cộng ấy, là anh dứt khoát tỉnh nào phải như tỉnh nào thì mới đúng. Nó giao thông nó như mạch máu, như cơ thể ấy mà, làm sao lại động mạch chảy một cách thì tĩnh mạch chảy một cách, ông này đến tỉnh này ngăn, ông này đến tỉnh này mở đấy. Nhưng mà vào trong nội bộ tỉnh người ta thì người ta phải cân nhắc xem khả năng, người ta gọi là khả năng tiếp nhận được bao nhiêu khách du lịch và khả năng đáp ứng được bao nhiêu, cái điều kiện vệ sinh dịch tễ ở đấy, điều kiện ăn uống ở đấy, cái kịch bản ở đấy, nó trong cái kịch bản đấy, ví dụ phòng ốc có bảo đảm không này, đấy, cháy nổ có bảo đảm không này, khử khuẩn bảo đảm không này, hệ thống gọi là ứng trực ở trong tình huống cấp cứu bảo đảm không. Hiện nay một số tỉnh người ta đã lập ra một cách rất chi tiết, tôi thấy Khánh Hòa người ta lập ra rất chi tiết thế, kiểm tra các phòng ốc đạt tiêu chuẩn không này, ở đấy đội ngũ có người thường trực 24/24 không này, ở đấy có đường dây nóng với y tế không này, ở đấy có bộ phận có khả năng cấp cứu sớm hay không, tức là người ta phải có ở trong resort ấy, người ta phải có như thế thì lúc đó người ta quyết định. Thế còn những cái chỗ chúng ta đến chơi một ngày ấy, tôi nói với anh đi từ đây đường Lâm chẳng hạn ấy, thì chúng ta đến một ngày thôi, hoặc là chúng ta đi từ đây xuống đến Hải Phòng thôi, sáng đi tối về thôi, thì tình huống cũng không, người ta sẽ không đặt ra một cái tình huống nó phức tạp như thế. Vâng, xin cảm ơn nhà báo với những chia sẻ đầu tiên.